Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con 68. Thì cũng giống như thường lệ mà thôi, thì ở những video vào tầm khoảng giữa tuần mình sẽ cập nhật cho anh em những cái diễn biến mới nhất đang xảy ra trên thị trường và thị trường của chúng ta đang như thế nào nha. Ok, vậy thì mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy cùng tiến ngay vào video thôi. Thì trong khoảng 2 tuần qua thì mình nghĩ rằng là không chỉ riêng cá nhân mình đâu mà đối với tất cả anh em đang tham gia vào thị trường này thì chúng ta cũng đang có một cái cảm giác vô cùng khó chịu khi mà Bitcoin di chuyển một cách rất là, phải nói là rất là vất vả ở cái ngưỡng khoảng là từ 56.000 đô đến 60.000 đô. Thì tầm khoảng là vào hơn một tuần trước đó, thì khi mà Bitcoin đã có một cái cú giảm từ mức đỉnh ETH là tầm khoảng là 69.000 đô xuống tầm khoảng 61-62.000 đô đó, thì mình đã luôn hy vọng rằng là Bitcoin sẽ có thể giữ ở cái mức hỗ trợ 60.000 đô và sau đó có thể bật ngược trở lại. Nhưng mà không, hiện tại chúng ta đang thấy được rằng là Bitcoin đã lủng qua cái ngưỡng hỗ trợ 60.000 đô đó rồi và đang dao động ở khoảng là 57.000 đô. Thậm chí tầm khoảng 1-2 ngày trước thì chúng ta còn thấy Bitcoin rớt xuống một cái mức giá là 55.000 đô nữa cơ. Vậy thì cái điều này đó nó đã ảnh hưởng một cách rất là đáng kể đối với thị trường altcoin trên bề mặt tổng thể nói chung ha. Và mình nghĩ rằng là rất ít những cái đồng altcoin có thể gượng dậy trong cái cú điều chỉnh này của Bitcoin và vẫn đang vật lộn để mà có thể phục hồi một cách rất là nhất định, ngoại trừ xu hướng game thôi. Thì cái xu hướng đó mình sẽ nói ở phía sau cái nội dung của cái video này. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn qua tổng thể là rằng là ở trên diễn biến các tin tức vĩ mô như thế nào, cũng như là cái tình hình on-chain của Bitcoin đang nói cho chúng ta điều gì đi. Vậy thì chúng ta hãy đề cập đến một cái sự kiện mình nghĩ là cũng tương đối lớn vào đầu tuần này, chính là Tổng thống Joe Biden đó, ông đã tái bổ nhiệm ông Jerome Powell đó làm chủ tịch của Fed. Thì chúng ta cứ nhận tưởng rằng là Tổng thống Joe Biden sẽ chọn mặt gửi vàng một gương mặt khác, nhưng mà không, ông đã tái bổ nhiệm Jerome Powell. Thì đối với Jerome Powell đó, thì trong cái nhiệm kỳ mà làm chủ tịch Fed của ông đó, thì nhất là trong năm nay nè, anh em có để ý trong năm nay thì bằng cái biện pháp nó không có được hợp lý cho lắm, cũng giống như là những cái chính sách nó không hề gây một cái sự ảnh hưởng nhất định đối với thị trường tiền tệ của chúng ta, mà nó chỉ càng làm cho thị trường tiền tệ của chúng ta đi xuống mà thôi. Thì bằng những cái chính sách đó của Jerome Powell đó, thì chúng ta đã thấy được rằng là cái bức tranh tài chính hiện tại của nước Mỹ và với tình hình kinh tế nói chung của thế giới đó, thì hiện tại chúng ta đang đứng trước một cái ngưỡng lạm phát cực kỳ lớn, và cái ngưỡng lạm phát này thì nó đã chạm đỉnh tầm khoảng là 30 năm trở lại đây rồi. Và chính cái điều này đó nó cũng tạo một cái động lực cực kỳ lớn để cho Bitcoin có thể đạt cái mức ATH là 69.000 đô đó. Tại vì khi mà cái tình hình lạm phát của chúng ta ngày càng leo thang đó, thì Bitcoin từ lâu đã luôn được cho rằng là một cái nơi trú ẩn an toàn khi mà lạm phát gia tăng, Bitcoin và vàng đó. Thì cái điều này nó đã khiến người dân họ đầu tư vào Bitcoin nhiều hơn và đẩy giá của Bitcoin lên. Nhưng mà cái đó nó chỉ xảy ra trong ngắn hạn mà thôi. Thì ngay khi cái thông tin này được đưa ra đó, thì Bitcoin đã có một cú quay đầu ngược trở lại. Thì trước cái ngày này nè anh em, trước cái ngày mà cái thông tin này được đưa ra đó, là Bitcoin đã leo lên khoảng là 60.000 đô và trên 60.000 đô một tí rồi, tức là vượt qua cái ngưỡng hỗ trợ trước đây đó, thì nó đã mở ra cho chúng ta một cái tín hiệu tích cực hơn. Nhưng mà ngay sau khi thông tin này được đưa ra thì Bitcoin đã vòng đầu xuống ở khoảng là 56-57.000 đô. Thì cho đến thời điểm hiện tại đó, thì Jerome Powell cũng trong năm nay đó, thì cái mức mà tăng lãi suất của ông thì ông vẫn chưa áp vào thị trường tài chính của Mỹ cũng giống như toàn thế giới ha, mà ông vẫn đang giữ nguyên mức lãi suất đó. Và người ta hoài nghi rằng là sau khi cái cuộc tái bổ nhiệm này thì Jerome Powell có những cái chính sách mới nào hay không để có thể cải thiện tình hình Covid là một, tình hình thất nghiệp lao động tại Hoa Kỳ là hai, và vực dậy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng giống như là sức mạnh của đồng đô la. Và nếu mà Jerome Powell làm được những điều đó thì chúng ta sẽ thấy điều gì? Nếu mà Jerome Powell làm điều đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái sức ảnh hưởng của Bitcoin sẽ bị trì trệ một lúc thôi đó. Nhưng mà nếu mà Jerome Powell có những cái chính sách mà nó không có được hiệu quả như năm rồi nữa, mà ông vẫn để cho tình hình lạm phát leo thang diễn biến tiếp tục, thì mình nghĩ rằng là đó sẽ là một cái cánh cửa rất là lạc quan để mở ra cho Bitcoin mà thôi. Tại vì nếu mà bạn hiểu rằng là đồng USD, đồng đô la Mỹ đó mà nó mất giá đi và lạm phát liên tục leo thang như vậy mà Hoa Kỳ không có những cái biện pháp nào đó cụ thể để có thể giải quyết được triệt để vấn đề này, thì dĩ nhiên là những nhà đầu tư truyền thống cũng giống như là những người dân họ sẽ tìm kiếm một cái phương pháp khác để họ trú ẩn bão đó, họ trú ẩn lạm phát, thì có thể là vàng truyền thống hoặc thậm chí là Bitcoin nữa. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng rất là tích cực đến Bitcoin trên đoạn đường dài ha. Rồi, chúng ta hãy tiếp đến một cái sự kiện vào ngày hôm qua, đó chính là chính phủ Ấn Độ đó, sau khi mà cái
cái việc này cũng làm mình khá là bất ngờ, tại vì trước giờ đó thì cái ông Ấn Độ này ổng luôn là một cái quốc gia mà khá là sao ta, mình gọi một cái từ mà nó hơi nôm na, nó hơi dân dã một tí đi, thì khá là ba phải á. Tại vì là trước đây anh em cũng thấy rằng là tầm khoảng tháng 3, tháng 4 thì Ấn Độ cũng đã cấm rồi, cũng đã cấm tiền mã hóa rồi, cấm các kiểu. Nhưng mà sau tầm đến khoảng tháng 7, tháng 8 thì lại mở cửa ra hoàn toàn. Và đến ngày hôm nay, cụ thể là ngày 24 tháng 11 là vào ngày hôm qua đó, thì chính phủ Ấn Độ lại đưa ra một cái đề xuất là cấm triệt để luôn, cấm triệt để các giao dịch rồi các sự tiếp cận đối với tiền mã hóa của người dân. Nó y chang như Trung Quốc vậy, và đề xuất xây dựng CBDC cho riêng mình. Thì mình thấy rằng là cái động thái này nó tương tự như Trung Quốc mà thôi. Nhưng mà cái điều nặng nề ở đây chính là anh em có biết được rằng là người dân Ấn Độ đó là một cái quốc gia mà họ sở hữu cái số lượng dân số đầu tư vào thị trường crypto của chúng ta cực kỳ đông, và dường như là đông nhất thế giới luôn. Và cái điều này á, nó đã gây ra một cái ảnh hưởng tiêu cực đối với cái thị trường Bitcoin ở tại Ấn Độ thôi, chứ nó không gây ra một cái ảnh hưởng tiêu cực ở trên diện rộng thị trường toàn cầu của chúng ta. Và cái kết quả của cái đề xuất luật cấm này nó đã gây ra một cái trường hợp vô cùng nặng nề, tức là trên thị trường Bitcoin tại Ấn Độ đó anh em, đã có một cú crash cực kỳ kinh khủng chỉ trong vòng 2 giờ thôi. Thì cái cú crash này á, nếu mà chúng ta xét ra tỷ giá tiền của Ấn Độ là đồng INR đó, nhưng mà chúng ta đổi qua đô la Mỹ thì nó rơi vào tầm khoảng là từ 61.800 đô xuống còn 52.000 đô. Nó giống như là trong vòng 2 giờ Bitcoin đã bị chảy máu đi 10.000 USD vậy. Nó rất là kinh khủng. Và không chỉ là đối với thị trường Bitcoin đâu, mà đối với tất cả những altcoin ở trên thị trường Ấn Độ đều đột ngột giảm giá một cách kinh khủng như vậy. Và ở đây là giảm giá ở trên sàn Wasix. Đây là một cái sàn dường như là sàn lớn nhất tại Ấn Độ luôn. Và chính CEO của sàn Wasix thì ông đã củng cố lòng tin người dân rằng là có thể đây chỉ là một cái đợt bán tháo khủng khiếp do cái tâm lý hoang mang bởi chính phủ mà thôi. Nên các nhà đầu tư hãy cứ yên tâm, vì những cái chính sách sau này của chính phủ họ sẽ không hoàn toàn cấm tiệt đâu. Tại vì sao? Tại vì tiền mã hóa thế giới blockchain, công nghệ blockchain của chúng ta là một công nghệ hoàn toàn phi tập trung. Và cái điều cấm triệt để và xây dựng những cái hàng rào pháp lý xung quanh nó thì dĩ nhiên rằng là sẽ không thể nào mà có thể ngăn cản được. Đó. Thì không chỉ riêng về CEO của sàn Wasix mà chúng ta còn có một số những gương mặt nổi tiếng như là CEO của sàn OKX là ông Jay Hao, hoặc là ông Karen Bowler, CEO của BTC Market, thì cũng đã đưa ra những cái lời trấn an dành cho các nhà đầu tư tại người dân ở đây. Tại vì họ cũng có thể hiểu được rằng là Ấn Độ, như mình vừa đưa ra thông báo hồi nãy, là Ấn Độ là một trong những quốc gia sở hữu những người dân đầu tư tiền mã hóa cực kỳ đông và đông nhất thế giới. Nên là cái việc mà họ bán tháo một cách kinh khủng như vậy và cái tâm lý sợ hãi nó kéo dài như vậy thì chắc chắn rằng có thể tại vào thời điểm này chúng ta sẽ thấy được rằng là cái sự ảnh hưởng nó chỉ ở Ấn Độ mà thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét ra cái tầm dài hơn thì có thể là rằng là nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường toàn cầu nữa. Mặc dù là cái sự cố crash thì hôm qua của BTC chỉ xảy ra tại Ấn Độ thôi, chứ thị trường toàn cầu của chúng ta hoàn toàn không chịu một cái ảnh hưởng gì cả. Đó. Thì nhưng mà bên cạnh những cái tin tức tiêu cực đó thì chúng ta vẫn được tiếp nhận bởi những cái động thái vô cùng tích cực đến từ những tổ chức đầu tư tài chính lớn trên toàn thế giới. Cụ thể là vào ngày hôm nay đó, khi mà anh em có thể thấy là mà ngân hàng Morgan Stanley đó là một ngân hàng đầu tư hàng đầu tại Mỹ, thì đã đưa ra một cái bản báo cáo được đưa lên SEC rồi, và SEC đã tiết lộ, đã thông báo ra ngoài rồi, chính là ngân hàng Morgan Stanley đã gia tăng cái mức độ bổ sung cổ phiếu của mình tại Grayscale Bitcoin Trust. Tức là sao? Tức là Morgan Stanley đó hiện bây giờ đang nắm giữ khoảng là hơn 300 triệu USD cổ phiếu GBTC. Thì chúng ta hãy nhìn lại một cái câu chuyện vào tầm khoảng tháng 7, tháng 8 đi. Tầm khoảng tháng 7, tháng 8, theo mình nhớ không nhầm, thì vào khoảng thời gian đó thì Morgan Stanley chỉ dám bỏ ra khoảng tầm là dường như là hơn 1 triệu cổ phiếu, nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu GBTC mà thôi. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại chúng ta có thể thấy rằng là những cái quỹ đầu tư của ngân hàng Morgan Stanley đó, cụ thể mình đã liệt kê ở đây một cách khá là cụ thể rồi. Đó, như chúng ta thấy cái quỹ là Morgan Stanley Insight đã tăng cái lượng nắm giữ của mình là lên là 1 triệu rưỡi cổ phiếu GBTC, hoặc là Growth Portfolio của Morgan Stanley đã nắm giữ hơn khoảng là hơn 3 triệu cổ phiếu rồi. Đó. Cùng với đó là Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio nè, nắm giữ hơn khoảng là 1 triệu tư cổ phiếu. Nhưng mà chúng ta hãy tổng lại tất cả những quỹ đầu tư thuộc ngân hàng Morgan Stanley thì hiện giờ họ đã nắm hơn 300 triệu cổ phiếu GBTC rồi. Thì đây là một cái động thái vô cùng tích cực mà mình muốn thông báo đến cho anh em rằng là sao? Rằng là họ đã tăng cường cái sự tiếp xúc của họ đối với BTC. Mặc dù á, cái số lượng nắm giữ của họ là hơn 300 triệu cổ phiếu GBTC,
là họ chỉ đầu tư vào cổ phiếu GBTC của Rescale mà thôi, chứ họ không có phải đầu tư trực tiếp vào Bitcoin. Nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng á, là cái cổ phiếu GBTC của Rescale nó có một cái mối quan hệ cũng không phải là có một cái mối quan hệ mật thiết, rất là mật thiết đối với thị trường của Bitcoin của chúng ta. Và chính Rescale cũng là một cái quỹ đầu tư lớn nhất trên thế giới, và họ đang sở hữu GBTC thật, chứ họ không đầu tư vào một cái kênh nào thứ ba hoặc là sở hữu cổ phiếu thứ ba mà họ không có tiếp xúc với GBTC cả. Điều này có nghĩa, hiểu một cách đơn giản hơn, chính là Rescale họ mua BTC thật và họ nắm giữ BTC thật đó. Và một cái thông tin bổ sung mình muốn bổ sung thêm cho anh em chính là Rescale cũng đã nộp đơn lên SEC để có thể triển khai một cái quỹ ETF rồi đó. Và cái điều này đó nó cứ móc nối qua móc nối lại như vậy, thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là các ngân hàng đầu tư trên thế giới họ vẫn đang gia tăng cái sự tiếp xúc của họ đối với BTC, và họ dường như họ chỉ củng cố thêm niềm tin mà thôi, chứ hoàn toàn không phải là bỏ rơi thị trường, hoàn toàn không phải là có một cái nhìn gì đó nó quá là tiêu cực đối với BTC. Mặc dù là BTC của chúng ta hiện tại là đang giao dịch ở cái ngưỡng giá là 56.000, 57.000 như vậy. Chúng ta hãy điểm qua một số những cái tin tức on-chain đi. Thì đầu tiên đó, ở cái video đợt trước thì mình có gửi đến cho anh em một cái thông tin là cái chú cá voi lớn thứ ba thế giới này, chú đã bắt đáy. Đó, chú bắt đáy là tầm khoảng là đây, mình có liệt kê chi tiết ở đây cho anh em. Thì chú bắt đáy vào tầm khoảng là 60.000, 59, 62, 64. Thì trong cái video đó mình đã đưa ra một cái mức trung bình giá của chú cá voi này. Thì nó rơi vào tầm khoảng là 61.800 đô. Đó, thì những tưởng khi mà Bitcoin nó đâm như vậy đó, nó sụp qua cái ngưỡng hỗ trợ 60.000 đô như vậy thì sẽ gây ra một cái hiệu ứng xả. Thì đa số, mình nghĩ rằng đa số anh em cộng đồng nhà đầu tư nhỏ lẻ ở trên thị trường đó thì cũng đã có người xả rồi, cũng đã có người hoang mang mà bán tháo rồi đó. Nhưng mà khi mà hôm nay mình lật lại cái ví cá voi này và những cái thương vụ mua trước, thì ở đây 700 BTC đúng không, thì tuần trước đó con số nó chỉ dừng lại ở đây thôi, và ngày hôm nay khi mà mình vào mình nhìn lại đó, thì anh em có thấy không, chú cá voi này đã không xả một bất cứ một BTC nào cả, mà vẫn tiếp tục mua thêm 484 BTC, 1.000 BTC, 554 BTC, đó, 1, 2, 3, 4, 5, là chú cá voi này đã thực hiện 5 cái lần mua tiếp theo đối với cái giá hiện tại nữa. Và nếu mình tính không nhầm, cái này mình tính nhanh cho anh em thôi nha, chứ thật sự nó cũng không có chính xác, tại vì mình chỉ ước lượng thôi, thì nó rơi vào đâu đó tầm khoảng 3.000 BTC anh em. Nó rơi vào tầm khoảng 3.000 BTC, và với một cái mức giá là 57, 56, 59, 55 này, 60 này, thì mình nghĩ rằng là cái mức trung bình giá của cái đợt mua mới nhất của chú cá voi này đó, thì nó rơi vào tầm khoảng là 58.000 đô, và không hề có một động thái bán ra bất kỳ một cái BTC nào cả. Thì chúng ta cũng đã đủ hiểu là khi chúng ta nhìn vào cái bức tranh của những người chơi tay to, những người chơi lớn trên thị trường đó, thì chúng ta cũng đã đủ hiểu rằng là đối với cái cuộc điều chỉnh này của Bitcoin và đối với cái mức giá hiện tại đó, thì họ chỉ tích lũy, họ chỉ ngày càng tích lũy hơn mà thôi, chứ họ không có nhu cầu bán ra ở cái mức giá này. Và đối với họ rằng là cái mức giá này là một cái mức giá quá đẹp để mà họ có thể họ bổ sung một cái số lượng lớn BTC như vậy. Tại sao mình lại nói như vậy, thì anh em có thể thấy được rằng á, tầm khoảng là tháng 10 đi, tháng 10 thì cái giá BTC nó cũng tương tự như vậy mà thôi, nhưng mà họ chưa có thực hiện cái ví cá voi này đó, chưa có thực hiện những cái thương vụ mua mà nó liên tục như vậy, thậm chí còn xả như vậy, xả ở mức là 67.000 nè. Và những cái giá như thế này, những cái giá ở mức 60.000, 61.000, thì mình cho rằng là cái sự bổ sung nó không phải là quá là ấn tượng đi. Đó, nó không quá là ấn tượng. Đó, nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là cái sự bổ sung này nó cực kỳ ấn tượng, nó kéo dài từ khoảng là đầu tháng 11 nè, anh em thấy không? Đầu tháng 11 nó kéo dài đến đây. Đó, mà những cái số lượng mua của cái ví cá voi này đó hoàn toàn là trên 500 BTC và thậm chí là trên 1.000 BTC nữa mà nó thực hiện diễn ra liên tục như vậy. Đó, thì đây cũng là một cái nguồn thông tin để có thể mà củng cố cái niềm tin của những người đang tại thời điểm hiện tại của giai đoạn thị trường này. Và một cái thông tin tiếp theo mình muốn gửi đến cho anh em chính là đây. Tại sao mình nói là cái con số, cái phản ứng giá của BTC tại thời điểm hiện tại tại những 56, 57.000 đô, thì những cái người chơi lâu năm đó, những tay to trên thị trường họ lại tích lũy như vậy. Thì để mình thu nhỏ cái này lại cho anh em, thì anh em có thể thấy được rằng là đây là cái chỉ số gì đó, đây là cái tuổi đời ha,
đây là cái tuổi đời mà cái số tiền mà họ chi ra để họ nắm giữ một cái đồng coin nào đó. Thì anh em thấy rằng á, là ở những cái chu kỳ đỉnh của chúng ta, ở những cái chu kỳ đỉnh vào khoảng tháng 11 năm ngoái nè cho đến tháng 1 năm nay đó, thì BTC đã tăng trưởng một cách rất là ấn tượng luôn. Nhưng mà cái điều này anh em hơi bị nhầm lẫn nha. Khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ này, chúng ta thấy rằng là tại sao bây giờ chúng ta lại đang có những cái đỉnh nó thấp hơn những cái đỉnh này như vậy. Và xét một cái khung thời gian á, thì những cái đỉnh như vậy nè, nó lại khởi đầu cho một cái chu kỳ tăng trưởng cực kỳ mạnh mẽ. Tức là chúng ta kéo dài một cái chu kỳ bull run từ cuối năm 2020 đi cho đến thời điểm hiện tại đó. Nhưng mà đó, cái điểm này đó anh em, cái vùng màu cam này nè, khi mà chúng ta đối lập lên thì chúng ta chỉ thấy rằng là những cái điểm màu cam này nó chỉ rơi vào những cái người họ nắm giữ tầm khoảng là một tuần, một tháng nè, đó một tháng tới ba tháng, từ ba tháng tới sáu tháng mà thôi đó. Nhưng mà chúng ta hãy tạm thời chúng ta che lấp những cái khoảng màu cam này lại đi, chúng ta hãy nhìn vào những cái khoảng màu tím này, thì anh em thấy là những cái khoảng màu tím này hiện tại đó nó cũng đang tăng dần lên, và cái khoảng màu nhạt này nè nó cũng đang dần dần tăng lên. Và chúng và cái khoảng màu nhạt và cái khoảng màu tím này là những holder họ đã nắm giữ dài hạn từ 1 tới 2 năm, từ 2 tới 3 năm, thì nó đang có xu hướng là nó tăng lên gần bằng với những người nắm giữ từ 1 tới 3 tháng và từ 3 tới 6 tháng. Thì cái điều này nó lại là một cái minh chứng càng rõ nét hơn cho chúng ta thấy rằng là những quick hand, những nhà đầu tư mà họ chỉ nắm giữ trong ngắn hạn mà thôi, từ 1 tới 3 tháng, 3 tới 6 tháng họ đã xả rồi. Và họ xả thì dĩ nhiên là cái vùng này nó đang dần nó mất ưu thế đi. Nhưng mà cái điều này nó lại tạo một cái điều kiện vô cùng thuận lợi cho những nhà đầu tư lâu năm họ tích lũy thêm ở cái mức này đó. Và cái điều này nó đã dẫn đến cho một cái biểu đồ khác mình muốn chia sẻ cho anh em. Tức là đây, anh em thấy không, đây là những cái nguồn cung, đây là nguồn cung của những nhà đầu tư họ nắm giữ trong vòng ngắn hạn đó. Thì đây anh em thấy bây giờ nó đã đạt, dường như là đã đạt gần mức đáy rồi đó, nó đạt gần mức đáy rồi. Thì cái thời đỉnh điểm của nó là vào tầm khoảng là tháng 1 nè đó, vào tầm khoảng tháng 1 của năm 2021. Thì đây là một cái khoảng mà đây là một cái thời gian bắt đầu khởi đầu trong một chu kỳ bull run, nên là đó là cũng là một cái điều dễ hiểu để cho anh em thấy được rằng là những nhà đầu tư dài hạn, những nhà đầu tư ngắn hạn đó, thì trong cái cơn sóng FOMO bull run này họ đã mua như thế nào, họ đã đẩy cái mức mua của họ và họ mua rất là nhiều luôn. Vì thế nó đã đẩy cái số lượng những nhà đầu tư ngắn hạn cực kỳ lớn và đạt đỉnh điểm ở đây đó. Nhưng mà cho đến thời điểm này khi mà BTC điều chỉnh đó, thì chúng ta đã thấy là những nhà đầu tư ngắn hạn đó họ đã bán hết rồi. Và anh em thấy là khi mà họ bán ở những cái mức đỉnh này đó, khi mà họ bán ở những cái mức đỉnh này, thì nó lại là một cái sự khởi đầu cho một cái chu kỳ mới. Một cái chu kỳ mới, như anh em thấy là từ một cái đỉnh này, từ ngày 18 tháng 1 là họ bán tới đây, đúng không? Họ bán tới đây và từ đó giá Bitcoin từ đây nó đã chạy thẳng một cây luôn. Nó đã chạy thẳng một cây như thế này. Mặc dù có một cái cú crash vào khoảng là tháng 5, đúng không? Vào khoảng tháng 5 ở đây. Đó, thì đó. Nhưng mà thì chúng ta có thể thấy rằng là những nhà đầu tư ngắn hạn họ đã bán rồi. Thì không có một cái lý do gì mà để mà cho chúng ta có một cái sự sợ hãi ở đây cả, nhất là đối với những nhà đầu tư dài hạn nha. Ở đây mình đang nói đến anh em giữ dài hạn thôi, chứ còn những anh em ngắn hạn thì chúng ta cũng đã chốt lời rồi, chúng ta cũng đã có một cái phần lợi nhuận nhất định ở trong cái chu kỳ này rồi. Nên là cái việc vào lại hay không thì mình nghĩ rằng là mình cũng sẽ không có đưa ra lời khuyên cho anh em. Đó hoàn toàn phụ thuộc vào cái quyết định của anh em mà thôi. Nhưng mà thông thường ở những cái ở những cái đỉnh mà các nhà đầu tư ngắn hạn họ chốt lời như thế này đó, thì thường nó sẽ khởi động lại một cái chu kỳ bull run mới. Một cái chu kỳ có thể là xảy ra trong ngắn hạn, có thể sẽ xảy ra trong dài hạn. Nhưng mà tất cả ở đây chỉ là những cái dữ liệu on-chain chúng ta có được từ quá khứ mà thôi. Còn cái diễn biến tiếp theo ở thị trường trong tương lai thì mình không thể dự đoán được. Đó, tại vì là mình chỉ dựa vào những cái on-chain đã từng xảy ra ở trên quá khứ để có thể đưa ra những cái nhận xét đến cho anh em. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hoàn toàn dựa vào cái mức tin tưởng khoảng là từ 30-40%. Tại vì là bất kỳ một dữ liệu nào, bất kỳ một cái bức tranh nào nó xảy ra trong tương lai đó, nó đều xảy ra ở trong quá khứ rồi. Và cái chu kỳ nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và chúng ta có quá khứ thì chúng ta mới có hiện tại, và chúng ta có hiện tại thì chúng ta mới có tương lai. Nếu bây giờ mình không dựa vào dữ kiện quá khứ, mình không dựa vào những cái chỉ số on-chain, thì làm sao chúng ta có thể phán đoán được một cái xác suất phần trăm nó lớn hơn trong tương lai được, đúng không? Đó. Ok. Vậy thì chúng ta hãy tiếp theo đi. Tiếp theo, CEO của sàn giao dịch Binance đó chính là CZ và Elon Musk. Thì tại sao có một cái drama, một cái cuộc gọi là một cái cuộc đấu khẩu như vậy? Thì mình sẽ quay lại về cái diễn biến của Dogecoin ha. Nó có liên quan tới Dogecoin. Và vì cái lý do này thì Elon Musk ông mới
bước vào cái cuộc chiến này và ông mới đấu khẩu với CEO của sàn giao dịch Binance. Đó, thì anh em thấy rằng là chúng ta thấy là vào tầm khoảng là một tuần trước đó thì Dogecoin đã gặp một cái lỗi đối với những người dùng của Dogecoin ở trên sàn Binance, tức là Binance đã chặn rút tiền Dogecoin luôn. Nhưng mà mặc dù đây chính là lỗi của sàn đó, nhưng mà phía Binance họ yêu cầu là người dùng phải trả lại Doge của họ. Và cho đến ngày 23 tháng 11 đó thì cái sự cố này nó vẫn chưa được giải quyết một cách rất là ổn thỏa. Đó, thì mặc dù á cái sự kiện này nó chưa được giải quyết ổn thỏa, nhưng mà chính phía Binance họ liên tục họ đưa ra những cái thông tin như là họ muốn gọi vốn từ các quỹ đầu tư chính phủ để có thể thiết lập một cái mối quan hệ cực kỳ mật thiết và gắn bó hơn với các cơ quan pháp lý. Vì anh em biết trong vòng năm nay đó, Binance liên tục hứng chịu những cái mũi giáo pháp lý về phía của mình, nên vì vậy đó CZ đã chia sẻ rằng là bây giờ Binance muốn gọi vốn từ các quỹ đầu tư chính phủ và muốn các quỹ đầu tư chính phủ có cổ phần ở trong Binance. Đó thì đây cũng là một cái động thái mình nghĩ là nó khá là thân thiện của CZ đối với các nhà quản lý chính phủ đó. Tại vì anh em biết rằng là cái cổ phần trong Binance đó thì dường như là CZ nắm phần lớn luôn, nhưng mà bây giờ ông muốn share cái cổ phần Binance ra cho các quỹ đầu tư chính phủ, tức là bây giờ những quỹ đầu tư chính phủ đó sẽ sở hữu một phần cổ phần ở trong Binance. Và cái cổ phần của CZ đó ông cũng rất là khéo luôn. Mình nghĩ rằng cái động thái này cực kỳ khéo, rằng là bây giờ các ông nắm cổ phần rồi và cổ phần của tôi cũng sẽ không có chi phối quá nhiều, cũng sẽ không có bị ảnh hưởng quá nhiều nữa. Và nó lại liên quan đến một cái vấn đề là phi tập trung đó anh em. Đó thì mình nghĩ rằng đây là một động thái khá là thông minh của ông chủ của Binance. Nhưng mà ngay khi đó mà CZ đưa ra cái thông tin này thì ngay lập tức chúng ta có một cái lời phản hồi của Elon Musk được bình luận vào ở dưới cái bài báo của Coindesk đó. Thì Elon Musk có nói rằng là trong khi mà ông tiếp tục bành trướng những cái tham vọng của mình như vậy đối với chính phủ nè, hoặc là đối với sàn Binance US khi mà chuẩn bị huy động vốn để mà IPO, thì vậy thì những cái vấn đề vĩ mô như vậy CZ liên tục làm như vậy, nhưng mà chỉ một cái vấn đề đơn giản rằng là cái đồng Dogecoin đối với người dùng ở trên sàn Binance thì ông lại không giải quyết được. Thì Elon Musk đã bình luận vào dưới đây luôn, bình luận trực tiếp luôn, và từ đó một cái cuộc đấu khẩu diễn ra. Thì sau khi mà cái lời bình luận của Elon Musk á nhắm vào sàn Binance, nhắm với người dùng Dogecoin đó, thì chúng ta cũng đã thấy được rằng là CZ đã có một cái màn đáp trả lại cũng cực kỳ đanh thép luôn, khi mà ông cho rằng á là cái hành động này của Elon Musk thật sự là nó không có phải là được đúng đắn cho lắm. Mà bên phía sàn giao dịch Binance đó, họ cũng đã đang dần khắc phục cái lỗi này rồi và cũng đang có những cái tiến triển rất là tích cực. Nhưng mà cái bình luận của Elon Musk thật ra là nó không hoàn toàn đúng đắn cho lắm. Tại vì sao? Tại vì ngay cả chính Elon Musk ông cũng đã gặp một cái rủi ro tương tự đó. Thì một cái rủi ro này là cái rủi ro gì? Đó chính là cái rủi ro rằng là Tesla đã bị lỗi phần mềm, phải triệu hồi 12.000 xe vào đầu tháng 11. Thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng sẽ có những cái rủi ro về mặt sản phẩm như vậy. Anh là một người có rủi ro về Tesla, anh đã có những cái rủi ro cho doanh nghiệp của anh, thì không có lý do nào mà chính tôi là một ông chủ của sàn giao dịch Binance mà tôi lại không có rủi ro cả. Quan trọng là chúng tôi vẫn đang cố gắng khắc phục cái này và đem đến những cái trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Thì có lẽ rằng là cái lời phản hồi này của CZ nó khá là đanh thép, và câu chuyện nó chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Đó, nhưng mà nó cũng gây ra một cái sự phấn khích cực kỳ nhất định đối với cộng đồng tiền mã hóa nói chung. Và đó cũng là một cái truyền thống thường lệ của cái thị trường này nữa anh em. Tại vì anh em thấy rằng là bất cứ khi nào mà thị trường có biến, thị trường bị gián đoạn, thị trường bị vất vả trong một khung thời gian nhất định nào đó, thì chúng ta luôn có những cái màn đấu khẩu, những cái màn đáp trả của những cái ông lớn như vậy. Như là chúng ta có màn đấu khẩu của Elon Musk và Vitalik tầm khoảng tháng 6, tháng 7 đó, Vitalik Buterin đó. Và chúng ta có màn đấu khẩu của Vitalik Buterin đối với Jack Dorsey của Bitcoin, khi mà ông có một cái ý tưởng xây dựng được một cái sàn DEX Bitcoin, hoặc là áp dụng những cái thanh toán, những cái phí tip Bitcoin vào chính nền tảng Twitter nữa, xảy ra vào tầm khoảng, mình nhớ không nhầm là cũng vào trong khung thời gian vào tầm khoảng tháng 7, tháng 8 đó. Thì chúng ta liên tục có những cái màn đấu khẩu của những người nổi tiếng như vậy đó, thì mình nghĩ rằng là đây cũng là một cái truyền thống của thị trường tiền mã hóa rồi. Và nếu chúng ta mất đi cái truyền thống này thì nó sẽ không có còn một cái chút gia vị nào đó đối với thị trường của chúng ta nữa, đúng không? Nhất là trong cái khoảng thời gian nó cực kỳ, gọi là cái khoảng thời gian nó cực kỳ chán nản vào thời điểm hiện tại đó. Ok, vậy thì tiếp theo là một cái tin vui mình muốn gửi đến cho anh em Ripple.
Thì vào cuối tuần qua đó thì Ripple họ đã đưa ra một cái bản báo cáo, một cái bản báo cáo tổng quát về XRP của họ ở trong quý 3. Thì mình chỉ điểm sơ qua thôi nha. Thì tại thời điểm hiện tại đó anh em, thì bên phía Ripple đó và CEO của Ripple là ông Fred Gallison đó, thì ông có nói rằng là đó, cái diễn biến vụ kiện của Ripple và SEC có thể được kết thúc vào năm 2022. Vì thời điểm hiện tại đó thì thẩm phán tòa án đó của họ đã nói rằng là đây không phải là một cái phạm vi được gói gọn trong cái vụ kiện giữa SEC và Ripple nữa rồi, mà nó thuộc một cái phạm trù to hơn. Đó, vì thế nên là nó mang nhiều cái tín hiệu rất là tích cực đối với Ripple. Và theo cá nhân của Brad Ellison đó, thì ông nhận định rằng là trong vòng năm 2022 sẽ là thời điểm kết thúc của cái vụ kiện này. Thì những anh em nào mà đã holder Ripple, những anh em nào mà đã theo dõi và đã tin tưởng với Ripple, thì đây chắc chắn là một tin vui rồi. Và chúng ta cũng đã có trong một tháng qua là gì? Chúng ta cũng đã có là Ripple đã được Bitstamp. Bitstamp là một cái sàn giao dịch dường như là lâu đời nhất trên thế giới luôn, và là một cái sàn giao dịch số 1 tại châu Âu. Đó thì cũng đã thực hiện niêm yết lại Ripple. Thì cái động thái niêm yết lại Ripple của Bitstamp này cũng đã mở ra cho chúng ta một cái hy vọng mới hơn về cái việc niêm yết lại của Ripple ở trên Coinbase. Mình nghĩ rằng Bitstamp, cái sự kiện mà Ripple được niêm yết lại trên Bitstamp nó đã là một cái thành công rồi. Nhưng mà cái mà mình mong chờ hơn ở Ripple chính là được niêm yết lại trên Coinbase. Tại sao mình lại nói một cái câu chuyện này thì anh em có thể dễ dàng hình dung ra được là vào tầm khoảng tháng 10 đó, thì CEO của Coinbase đó là ông Brian Armstrong đó, thì ông cũng đã lên tiếng ủng hộ Ripple trước SEC rồi. Đó, thì đó chỉ là một cái quan điểm cá nhân của ông mà thôi. Nhưng mà chúng ta hãy liên kết lại một tí. Brian Armstrong là CEO của Coinbase, và khi mà ông đã lên tiếng ủng hộ Ripple thì chúng ta có thể hoàn toàn hy vọng vào một cái tương lai là Coinbase sẽ niêm yết lại Ripple, đúng không? Và điều đó chúng ta thấy rằng là mặc dù á là Ripple đã phải chịu rất nhiều những cái áp lực của SEC trong xuyên suốt một năm qua, nhưng mà về cái mặt doanh thu của Ripple trong vòng tháng 3, trong vòng quý 3 đó, thì nó vẫn tăng trưởng khá là đáng kể. Và cái việc tăng trưởng này đó, cái việc tăng trưởng này thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái công cụ ODL, là một cái công cụ mà khai thác tính thanh khoản của Ripple. Đó, đây giống như là một cái vũ khí, một cái vũ khí chủ lực của Ripple vậy. Thì đó đây cũng là một cái điều dễ hiểu thôi, tại vì là trong một tháng qua anh em thấy là Ripple đã vác cái ODL của mình đó đi mở rộng tùm lum tà la hết, đi mở rộng ở Trung Đông, đi mở rộng ở Bắc Phi, đi mở rộng ở Thái Lan, và hỗ trợ, thậm chí còn hỗ trợ là phát triển CBDC trong một số quốc gia nữa. Thì dĩ nhiên rồi, cái công cụ ODL này đã mang là một cái nguồn doanh thu cực kỳ lớn với bộ trong vòng quý 3. Và có một cái sự kiện mà chắc chắn rằng anh em holder Ripple không thể nào bỏ qua được, chính là trong vòng tháng 9 á, thì Ripple cũng đã chính thức chuyển giao cái số XRP cuối cùng dành cho Jeff Merkley, là ông là người đồng sáng lập của Ripple vào thời điểm năm 2013-2014 đó. Thì tại sao? Tại vì là nếu anh em nào mà muốn nắm rõ hơn cái vụ việc này, anh em có thể quay lại cái video mà mình đã làm về Ripple luôn, làm về Ripple trước đây, tại vì trong cái video đó sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà đối với cái video này nó hơi dài rồi, nhưng mà mình sẽ tóm tắt là sao? Tóm tắt là sau khi mà Jeff Merkley rời đi đó, thì ông cũng đã ký một cái thỏa thuận đối với Ripple rằng là Ripple sẽ bồi thường trong khoảng 9 tỷ XRP và sẽ được trả dần. Nhưng mà vào tháng 9 năm nay nè, vào tháng 9 năm nay theo báo cáo của Ripple thì Ripple đã hoàn toàn trả hết cho Jeff Merkley rồi. Và cái việc trả XRP như vậy nó đã gây ra một cái sự cản trở nhất định đối với Ripple, là Jeff Merkley sẽ xả ra, nhưng mà không được xả với một số lượng quá lớn thôi. Tại vì theo trong thỏa thuận được thiết lập vào năm 2014 đó, thì Jeff Merkley có nói rằng là ông sẽ không có phải xả ra một cái số lượng cực kỳ khủng khiếp để có thể tác động tiêu cực lên giá của Ripple, mà nếu bán thì chỉ bán lần lượt mà thôi. Đó, nhưng mà tới thời điểm hiện tại đó, chúng ta thấy rằng là Ripple đã hoàn toàn chi trả đầy đủ cho Jeff Merkley và kết thúc vào tháng 9 rồi. Và sau khi mình track cái ví Tacostan này của Jeff Merkley đó, thì hiện tại là ông chỉ còn đang giữ là khoảng 709 triệu XRP mà thôi. Và kể từ thời điểm tháng 9 cho đến trong tương lai thì Jeff Merkley sẽ không được XRP hoàn trả nữa, tại vì đã trả hết rồi mà. Đó, thì bây giờ trong ví ông có còn hiện tại là 709 triệu XRP mà thôi. Vậy thì một cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta rằng là tại sao đến 9 tỷ XRP mà tại thời điểm hiện tại trong ví của Jeff Merkley chỉ còn 709 triệu mà thôi. Thì cái số còn lại thì anh em cũng tự hiểu rồi ha. Số còn lại là Jeff Merkley đã xả dần kéo dài từ năm 2015-2016 đến thời điểm hiện tại rồi. Đó, và khi mà cái áp lực xả đó không còn nữa thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm tác động tâm lý cực kỳ tốt đối với anh em holder Ripple. Tại vì nếu mà cái số lượng XRP vẫn còn hoàn trả như vậy
Và với cái mức độ xả của Jeff McCulloch như vậy thì dĩ nhiên rằng là giá của XRP cũng sẽ gặp một số kháng cự nhất định, nhưng mà tại thời điểm hiện tại là đã hết rồi. Đó, và trong ví ông chỉ còn khoảng là 709 triệu XRP, mà nếu mình nhân ra với cái giá của XRP tại thời điểm hiện tại đó thì nó rơi vào tầm khoảng là dường như là cũng gần 720 mấy triệu USD đó. Ok, và thông tin tiếp theo là XRP cũng sẽ tiếp tục phát triển cái tham vọng của mình, và đặc biệt ở đây là sẽ bước qua lĩnh vực DeFi, đó chính là sử dụng một cái sàn DEX. Và cái sàn DEX này á, theo tiết lộ ban đầu của công ty là công ty muốn đặt tên là DYK. Đó, thì anh em cũng đã thấy rằng là trong năm nay thì ngoài cái lĩnh vực mà độc tôn cái thanh toán phạm vi không biên giới của mình, thì XRP cũng đã thâm nhập vào rất nhiều lĩnh vực khác, như là về NFT nè, và về DeFi, về DEX là cái thông tin mình vừa chia sẻ. Và chúng ta cũng đã có thêm một cái công bố mới là XRP cũng có thể sẽ được phát hành trên Ethereum vào tháng 12 nữa. Thì đây là một cái thông tin mình nghĩ rằng là cũng khá là tích cực đối với cái nền tảng này. Nếu mà chúng ta xét qua chặng đường năm 2022, khi mà kết thúc vụ kiện rồi, Ripple sẽ mở rộng ra nhiều cái lĩnh vực khác để mà có thể phát triển hơn nữa. Cùng với đó là cái tác động ảnh hưởng từ Jeff McCulloch, từ cái thương vụ 19 tỷ XRP đó đã kết thúc rồi. Đó, thì đây cũng là một cái tín hiệu để cho anh em holder XRP có thể hoàn toàn hy vọng vào nền tảng này. Rồi, tiếp theo chúng ta hãy tiếp đến Cardano đi. Thì Cardano ADA đó, thì đây cũng là một cái thông tin vào tuần này mà mình nghĩ rằng nó cũng quan trọng không kém đâu. Thì bên phía đội ngũ của ADA đó, họ đã nói rằng là sao? Họ đã nói rằng là sắp tới đây, chỉ trong vòng 2-3 ngày nữa thôi, họ sẽ thực hiện việc tăng kích thước khối trước khi tiến hành vào cái giai đoạn mở rộng Basel và Solana. Không, Basel và Voltaire chứ, mình xin lỗi. Thì trước đây đó thì mọi người đang rất là hy vọng rằng là sau khi Cardano họ đã triển khai cái smart contract là Alonzo đó, thì cái giai đoạn Basel và cái giai đoạn Voltaire đó, nó chừng nào nó sẽ đến. Thì để cho anh em nào chưa biết thì mình cũng đã làm cái video rất kỹ về Cardano rồi, anh em nào chưa biết thì có thể xem lại cái video đó. Thì cái giai đoạn Basel là một cái giai đoạn mà Cardano đó họ có thể họ mở rộng ra nhiều cái ứng dụng của họ hơn, họ mở rộng cái vũ trụ của họ ra, xây dựng trên đó, nào là DeFi, nào là các kiểu trên đó hết, thì nó thuộc vào cái giai đoạn Basel này. Và cái giai đoạn Voltaire là họ sẽ hướng tới một cái môi trường phi tập trung hoàn toàn, là do những người nắm giữ Cardano họ tự vận hành với nhau mà thôi. Đó, thì trước đây thì họ chưa đá động đến cái giai đoạn Basel và cái giai đoạn Voltaire này đâu. Nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó, họ đã gợi mở cho chúng ta những cái dữ liệu rằng là chắc có lẽ trong tương lai gần họ đang thực hiện những cái bước chuẩn bị nhất định để họ tiến đến cái giai đoạn Basel này bằng việc tăng kích thước khối. Vì họ cho rằng á, là khi tiến đến cái giai đoạn mở rộng này đó thì sẽ có rất nhiều DApp và rất nhiều các ứng dụng DeFi, các dự án DeFi được xây dựng trên Cardano. Vì vậy cái việc mà tăng kích thước khối để triển khai, để mở rộng cái băng thông nhiều hơn, nó sẽ tránh gây áp lực đối với mạng của Cardano. Đó, thì đây cũng là một cái nguồn tin tức mà mình nghĩ rằng là Cardano cũng đang ấp ủ và cũng đang rục rịch rồi, cũng đang rục rịch để tiến tới một cái giai đoạn thứ tư và thứ năm, hai cái chương cuối trong cái roadmap của Cardano. Nhưng mà một cái tín hiệu mình nghĩ rằng nó cũng khá là tiêu cực mà mình bắt buộc phải chia sẻ thôi, chứ bây giờ mình khen một cái dự án hoài, mình nói tốt hoài mà mình không bóc phốt về những cái điểm yếu của nó thì cũng khá là thiếu cân bằng đối với một cái nhìn trung lập như mình, đúng không? Vậy thì anh em cũng đã thấy là mặc dù Cardano họ đã tiến tới, họ đã mầm móng để chuẩn bị bước qua giai đoạn Basel rồi, và họ cũng đã có Manet Alonso rồi, nhưng mà tại thời điểm hiện tại đó thì vẫn chưa có một cái DApp, một cái dự án DeFi nào thật sự chỉnh chu và thật sự nổi trội được xây dựng ở trên Cardano. Và nếu anh em có thể tìm thấy là những cái dự án được xây dựng trên Cardano á, thì mình nghĩ rằng là nó đếm trên đầu ngón tay, và thậm chí là nó cũng rất là mơ hồ về những cái dự án đó nữa, nên mình thật sự không hiểu tại sao ngay tại thời điểm hiện tại, khi mà nhiều cái blockchain khác họ đã có những dự án kỹ lưỡng, họ cũng đã có những cái dự án chất lượng rồi, nhưng mà Cardano họ vẫn rất là mập mờ như vậy. Và thậm chí đã từng có một cái sự kiện xảy ra vào tầm khoảng tháng 10, khi mà Cardano đó họ triển khai Manet Alonzo nhưng mà vẫn không có một cái smart contract nào, không có một cái hợp đồng thông minh nào được xây dựng trên đó cả. Và thậm chí chỉ trong vòng một tiếng thôi, chỉ trong vòng một ngày là 24 giờ thì nền tảng Cardano họ chỉ ghi nhận đúng mỗi một smart contract được chạy thôi. Thì mình nghĩ rằng là cái vấn đề này là có thể là họ đang ém hàng, họ đang không có muốn tung ra quá nhiều hay chăng, hoặc có thể là nó như vậy thật. Đó, thì đó là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là anh em cũng nên cần theo dõi nếu mà quan tâm đến cái dự án như thế này. Và một cái thông tin tiêu cực khác thì cái nền tảng eToro đó họ đã hủy niêm yết ADA đó này, họ
họ đã hủy niêm yết ADA, đây Cardano đây, họ đã hủy niêm yết ADA và Tron tại Mỹ vì lo ngại vấn đề pháp lý, thì đây cũng là một cái rào cản mới đây mà hai nền tảng này phải gặp khi mà họ đã bị một cái nền tảng cũng khá là uy tín trên thế giới là eToro hủy niêm yết hai cái đồng này. Rồi, và mình nghĩ rằng video cũng khá là dài rồi, thì chúng ta hãy tiến đến một cái bước cuối cùng đi, đó chính là NFT. Thì anh em thấy á, ngay vào đầu tuần thì chúng ta đã có thêm một cái ông lớn thể thao khác bước chân vào lĩnh vực NFT, đó chính là Nike. Thì Nike đó đã đưa ra một cái tham vọng là sẽ xây dựng một cái thế giới Metaverse ở trên Roblox, một cái trò chơi dường như là khá là nổi tiếng hiện nay. Đó, thì tiếp theo đó, chỉ cách Nike một ngày thôi thì chúng ta cũng đã có Adidas. Thì Adidas đã tham gia Metaverse cùng với Sandbox. Và mình nghĩ rằng chính nhờ những cái thông tin như thế này và chính nhờ những cái sự hậu thuẫn cực kỳ lớn từ cái tin tức vĩ mô đến vào vũ trụ Metaverse, nên anh em thấy rằng là mặc dù Bitcoin điều chỉnh đúng không, nhưng mà chúng ta thấy rằng là những cái đồng coin thuộc game, thuộc Metaverse, thuộc NFT nó đều tăng trưởng rất là kinh khủng. Và đặc biệt là đối với The Sandbox, thì ngay khi á, mà có một cái nguồn thông tin Adidas này á, thì The Sandbox đã liên tục tăng trưởng trong 2 tuần qua nha anh em. Ban đầu là mức ATH khoảng là 4 đô, 5 đô, 6 đô, 7 đô, và đến thời điểm hiện tại là The Sandbox đã lập mức ATH tại 8,3 đô rồi. Đó, và ngày 29 tháng 11 tới đây thì The Sandbox cũng đã tung ra một cái phiên bản alpha của trò chơi của mình. Một cái phiên bản mà trước đây cũng đã bị trì trệ khá là lâu và bị nói rất là nhiều luôn, bị cộng đồng nói rất là nhiều là tại sao ông lại trì trệ khá là lâu như vậy, ông lại không triển khai đi. Thì đến ngày 29 tháng 11 tháng này thì The Sandbox cũng sẽ triển khai cái phiên bản alpha đó, và cái điều này á nó đã tạo ra một cái sự phấn khích tột độ đối với cái đồng altcoin này. Và anh em thấy cái đồng altcoin là một trong những cái đồng altcoin tăng trưởng cực kỳ kinh khủng nhất trong thời gian vừa qua. Và cùng với đó chúng ta cũng có những cái đồng khác như là Mana nè, như là Gala nè, cũng đã tăng trưởng rất là kinh khủng. Thì đầu tháng 11 á, thì anh em thấy Gala này cũng là một cái dự án rất là tiềm năng và mới ở trên sàn Binance. Thì vào đầu tháng 11 thì Gala cũng chỉ giao dịch ở khoảng là 0.19 đô thôi, nhưng mà hiện tại là đã là 0.66 đô rồi. Đó, thì về cái xu hướng mà gaming NFT Metaverse này cùng với những cái lĩnh vực thể thao truyền thống về blockchain game, thì mình cũng đã làm video cách đây tầm 3 tháng để có thể dự phóng cái tiềm năng đó rồi. Và nếu nói sâu hơn về một cái dự án cụ thể thì mình cũng đã làm Engine Coin cách đây một tuần. Thì anh em nào mà muốn xem lại trong đó mình đã chia sẻ những cái gì để mình có thể đưa ra những cái dự phóng nó dài hạn hơn trong tương lai thì anh em có thể xem nha. Rồi, giống như Engine Coin mình đã làm cách đây một tuần thì lúc đó nó rơi vào tầm khoảng là 2.9, 2.8, 3 đô vậy nè. Bây giờ nó cũng gần 5 đô rồi. Ok, vậy thì video cũng đã khá là dài rồi và mình cũng xin kết thúc tại đây. Mình rất cảm ơn anh em đã theo dõi mình trong video lần này. Và chúc anh em có một cái những cái giao dịch, những cái chiến lược đầu tư nó thành công hơn trong tương lai, trong cuối năm này và có thể kéo sang năm 2022, hoặc thậm chí trên một chặng đường dài hạn hơn vài năm sau chẳng hạn nữa nha. Ok, mình cảm ơn anh em, tạm biệt anh em nha. Bye bye.